Thưa quý vị, từ tháng 9 năm ngoái, qua kết nối của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng và vùng Primorsky Liên bang Nga đã tích cực trao đổi tìm hiểu những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Và hôm nay, hai địa phương đã tổ chức hội thảo kết nối hợp tác song phương giữa chính quyền và đại diện cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng và vùng Primorsky thông qua hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và bà Maria Mizonova, tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Tại hội thảo, lãnh đạo vùng Primorsky Liên bang Nga và thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu sự phát triển và tiềm năng đầu tư kinh doanh của hai địa phương và mong muốn thông qua hội thảo này, chính quyền hai địa phương sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và tích cực làm cầu nối để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh và sau hội thảo sẽ tiếp tục có buổi tiếp xúc chuyên sâu hơn nữa để xúc tiến đầu tư thực chất và hiệu quả. Vùng Primorsky là nền kinh tế lớn nhất ở Viễn Đông Nga với quy mô dân số gần 2,1 triệu người, có nhiều thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, ngũ cốc, đổ tương, sản xuất lâm nghiệp, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp gỗ, công nghiệp quốc phòng, vân vân. Do vậy, Primorsky đề xuất hợp tác với Đà Nẵng ở nhiều lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông lâm và du lịch. Tại Đà Nẵng, hiện có 4 dự án đầu tư FDI của Liên bang Nga đang hoạt động với vốn đầu tư gần 6,1 triệu đô la Mỹ. Hội thảo lần này được xem là điểm khởi đầu mới mở ra nhiều hoạt động kết nối hơn nữa giữa Đà Nẵng và các đối tác Nga trong thời gian đến.